Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 11 tháng 2 năm 2007. Giờ này chúng ta có mặt đông đủ tại tu viện Trúc Lâm để làm lễ tưởng niệm liệt vị tổ tiên nhân cái ngày cuối năm Bính Tuất. Hôm nay quý vị có khỏe không? Xúc tiết vui không? Bên ngoài thì trời lạnh, mà bên trong mình ngồi với nhau như thế này thật là ấm cúng, thật là vui trong cái dịp cuối năm. Thì sáng hôm nay, trước khi chúng ta vân tập ra phía sau hậu tổ để làm lễ cúng tổ tiên, thì theo thường lệ thì quý thầy sẽ có bài để nói chuyện. Nhưng hôm nay đổi lại thì Pháp Hòa không nói, quý vị hỏi. Có ai có gì hỏi không? Nếu ai có gì thắc mắc hỏi để cho nó giải tỏa cuối năm. Có không? Gọi là ngộ hết rồi, chứng đạo hết rồi, thông Phật Pháp hết rồi. Pháp Hòa thấy phần đông ở đây quý vị thường xuyên đi nghe pháp thoại ngày Chủ nhật, có khi đi tối thứ Bảy, rồi ai không đi được thì còn mượn băng về nhà nghe. Như vậy thì chắc Phật Pháp cũng khá lắm. Thôi bây giờ quý vị không có hỏi Pháp Hòa thì Pháp Hòa hỏi lại. Chịu không? Chịu không? Bây giờ trước khi mà mình bắt đầu đó, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Chịu không? Cái bài này có cái tên là Sông và Biển. Sông dịch sao? River. Biển là Ocean. Ý nói rằng mình sống trong đời á, mà nếu mình để cho cái tâm mình nó hẹp như sông á, thì là mình sống cho một mình. Còn nếu mình sống cho mọi người á, thì mình sống cho như biển vậy đó, phải không? Thành thử ra đây là hạnh của Bồ Tát. Đêm hôm cả chùa ai cũng thức làm việc cho đến 4 giờ sáng, và mỗi người chỉ đi ngủ được có 1 giờ đồng hồ thôi. Tối hôm qua Pháp Hòa cũng tới 4 giờ và 5 giờ là đã thức rồi. Thành thử ra giờ hơi hám nó cũng theo cuối năm rồi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô kể, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho một mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Giờ Pháp Hòa hát quý vị nghe rồi. Giờ quý vị có câu hỏi gì không? Để Pháp Hòa trả lời cho quý vị trong cuối năm. Có không? Dạ thưa, không phải. Thôi bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị, hôm qua ngày 23 tháng Chạp, có ai đưa ông Táo về trời không? Ai có? Đồng lắm phải không? Mà đưa Táo đi mà có thưa gửi gì với ông Táo không? Có nói với ông Táo lên trển thưa giùm con, năm nay con làm mới có phân nửa. Xin ra ông Táo tâu sao mà cho con thêm phân nửa nữa hoặc nguyên si nữa không? Thì theo cái phong tục của người Việt Nam và người Trung Hoa thì ở trong nhà của chúng ta đều có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ phía sau bếp, thì chúng ta thường gọi là bàn thờ ông Táo. Ông Táo là nói theo tiếng Việt đó, chứ nếu mà nói theo tiếng âm Hán thì gọi là Táo Công. Táo Công, Táo là bếp, Công là ông. Thì Táo Công là ông bếp á. Mình kêu ông bếp thì nghe kỳ, kêu ông Táo. Có khi người ta gọi là Táo Quân, vì chữ quân là vương, là vua, phải không? Ông vua coi sóc ở trong bếp. Thì thường thường người ta để một cái bài vị, người ta để là định phúc Táo Quân. Định phúc Táo Quân tức là cái bài vị đó thờ ông Táo, an trụ ở đó, ban cái phúc lành cho mình. Thì theo cái tín ngưỡng của người Việt Nam và người Trung Hoa thì ông Táo là người ở trong nhà mình ghi chép hết tất cả những sự kiện xảy ra trong nhà mình, phải vậy không? Vui buồn như thế nào đó ông Táo đều ghi vô trong sổ hết. Và mỗi năm ông Táo ngày 23 mình đưa ông Táo về trời để ông Táo tâu với Ngọc Hoàng là những cái gì đã xảy ra trong gia đình mình. Thì ông Táo cũng làm cuốn sổ dài lắm, chúng ta gọi là sớ. Cái chữ sớ đó là vì ngày xưa đó các cái ông quan trong triều mà muốn dâng cái gì lên cho vua đó thì không có nói miệng, mà phải viết trong một cái thơ, mà cái thơ đó được gọi là cái sớ. Mà muốn viết cái sớ á là phải có đầu đuôi rồi có kết thúc rồi cho đàng hoàng. Quý vị hiểu không? Thí dụ như là muôn tâu thánh thượng thần là gì gì đó, được bẩm lộc của thánh thượng, thọ ơn thánh thượng, vân vân. Nay thần có một vài ý kiến muốn góp ý, nhà mong thánh thượng duyệt xét cho. Xong rồi cái là cuối cùng cái nói mong thánh thượng anh minh mà vì dân chúng mà làm cái việc đó. Rồi nếu mà sợ hoàng thượng mà trách móc á thì mong thánh thượng mở lượng hải hà, tha tội chết cho thần. Vân vân. Thì người của mình á cũng theo cái phong tục đó, muốn cầu khấn cái gì cái hay viết cái sớ. Quý vị hiểu không? Viết hay cái sớ. Thí dụ như mình viết cái sớ cầu siêu, sớ cầu an rồi vậy đó, thì mình đều cũng ghi đầu vậy, rồi cái nay có thí chủ gì đó, vân vân. Thì đó là tín ngưỡng của mình. Trong đạo Phật thì không có chủ trương cúng ông Táo. Trong đạo Phật không có vấn đề cúng ông Táo. Nhưng mà vì cái tín ngưỡng của nhân gian mà Pháp Hòa thấy thì cũng không có đến nỗi mà gọi là xấu. Thì cái tín ngưỡng đó có cái ý cũng nhằm hướng dẫn con người mình làm việc thiện, tránh điều xấu. Bởi vì mình biết rằng có ông Táo ghi tội phước, cho nên cố gắng làm cái gì? Làm việc phước mà bớt làm việc xấu. Giống như người Việt thường nói hai bên gia giác, tức là có ông thiện, ông ác, phải không? Luôn luôn ghi sổ mình làm gì ông ghi. Thì người ta quan niệm như vậy cũng tốt thôi, để cho người ta cố gắng làm điều lành, lánh điều dữ. Đó. Thì cái tích á, là ngày xưa có một cái cô thiếu phụ làm vợ của một người thợ đốn củi, một người đốn củi. Thì cái hôm một hôm anh này thì dịu gia cảnh nghèo khổ, cho nên anh thường sinh ra những cái buồn rầu lo cho cái sinh hoạt gia đình, thì anh thường hay đi uống rượu. Mà khi anh uống rượu về đó thì anh lại đánh đập cái cô này. Quý vị thấy á, ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Thường thường khi mình buồn á thì mình ít có khi nào mình biết tìm những cái phương pháp giải buồn cho nó lành mạnh lắm. Phần lớn con người mình giải buồn bằng cách nào? Uống rượu là một, hút thuốc là hai, cờ bạc là ba, xì ke ma túy là bốn. Phải không? Tại vì sao? Mình nghĩ rằng mình mượn một cái thú vui khác để mình quên đi cái buồn. Nhưng mà mình đâu có biết rằng cái đó không phải là cái thượng sách. Tại vì mình uống rượu, quý vị thấy ngộ không? Lo cho cái hoàn cảnh gia đình nghèo, không có tiền sinh sống, mà lại có tiền uống rượu. Phải không? Thật là con người mình thường vậy đó. Tức là mình cứ nói rằng tại sao tôi không có giàu như ai, tôi không có được sung sướng như ai. Mình cứ than trách mình nghèo. Nghèo thì phải để dành chứ. Người ta gọi là gì? Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Tức là giữ những cái hạt lúa để phòng những lúc mình đói khát. Còn mình giữ những cái chiếc áo để dành khi mình có trời lạnh mình mặc. Tích y phòng hàn, tích cốc phòng cơ. Cơ là đói đó, phải không? Mà mình thì không phải như vậy. Phần lớn là mình cứ xả láng, sáng về sớm, phải không? Thành thử ra cái anh chàng này uống rượu về, thì khi uống rượu về thì lại đánh đập cô vợ, thì cô vợ con mình phải chịu thôi. Thì cuối cùng chịu không nổi thì cô này bỏ nhà ra đi. Thì trong khi đi như vậy đó thì sau nhiều tuần lễ lang thang trong rừng, tình cờ cô gặp được một cái nhà gỗ của một cái người thợ săn. Thì anh chàng thợ săn này rất là quân tử, và mời cô vào nhà cho ăn và tiếp đãi cô như một người bạn. Thì cuối cùng hai người đã thương nhau và đã kết hôn làm vợ chồng. Thì hầu như cô này quên đi những cái đau khổ của những ngày trước. Thì tình cờ một ngày nọ, nhân cái ngày lễ nhà 23 tháng Chạp, thì anh chàng thợ săn, tức là ông chồng hiện tại đó, đi săn về, thì muốn đãi cô vợ một cái bữa ăn cho ngon lành sau một ngày đi săn thu hoạch tốt. Thì trong lúc mà anh trên đường về đó, khi anh đi như vậy đó, thì cái ông chồng cũ đó đi lang thang, bây giờ nghèo khổ thành một người ăn xin. Thì đến gõ cửa cái nhà đó thì cô này mở ra mời vô nhà cho ăn, thì mới nhìn ra đây là người chồng cũ của mình. Là anh này mới nhìn ra đây là người vợ cũ của mình. Thì hai người tay bắt mặt mừng, chưa kịp nói được bao nhiêu lời thì anh chàng người chồng hiện tại là người thợ săn đó đi về tới. Thì khi mà cổ nghe cái tiếng ông chồng về tới đó, cổ sợ quá, cổ biết làm sao. Thì cô mới đẩy cái anh chồng cũ cổ đi vô trong cái bồ lúa, núp ở trong đó. Thì anh này thì mới nói rằng anh mới đi săn có gà có vịt về để anh làm một bữa roti đãi cuối năm. Thì ổng mới lợi cái bồ lúa đó, ổng lấy mấy cái bó rôm chụm vô nướng. Thì cái ông trong đó, ông núp ở trong đó, ổng không có dám ra. Vì ổng nói bây giờ nếu mình ra đó thì mình hại cô vợ của mình sao, phải không? Thì ổng mới ngồi im lặng ở trong đó, cái ông chết theo cái đống rôm đó. Thì cái cô vợ ngồi đứng ở ngoài này mới thấy người chồng cũ của mình vì hy sinh cho mình mà như vậy, vì cái bảo vệ hạnh phúc hiện tại của mình mà hy sinh vậy. Cổ thấy cổ cảm động quá, cổ nhảy vô cái cổ chết theo. Rồi cái ông này ông mới nói trời ơi, không biết anh có làm gì cho em buồn không, mà em chết rồi anh ở với ai? Ông nghĩ như vậy thôi. Ông nghĩ giờ sống một mình cũng cô độc lẻ loi của ông, nhảy vào đó ông đi luôn. Thì cái hồn ba người mới đi về thiên đình. Ngọc Hoàng thấy tội nghiệp quá, ba người gọi là đồng cam cộng khổ. Thì ông mới nói thôi bây giờ ta cho ba khanh xuống với Trần Giang làm ba cục ở trong nhà của thiên hạ để mà canh giữ. Thành tử ông ở bên Việt Nam mình, ông Táo đó làm ba cục. Rồi nhiều khi mình nấu ăn, mình nấu gì mà mình muốn nước cho mình, thường mình đi đâu mình nấu không có lò thì cứ lấy ba cục gạch ha dựng lên để mà làm một cái lò nấu. Mà quý vị biết không, cái người Á Đông mình á biết ơn nhiều thứ lắm, cho nên rồi nhiều khi mình đâm ra cái mình có nhiều thần, đủ thứ thần hết. Vì sao? Vì sau khi mà cái lò mà kêu cà ràng đó cà ràng cà rịch gì đó, thì mình nấu một thời gian thì cái lò bị nứt, bị bể đi, thì cái mình không có dám bỏ tầm bậy tầm bạ, mình lại mang cái lò đó mình đi kiếm những gốc cây đa, những cái đền, cái miễu nào mà ở trong xóm làng của mình là mình để đó, lâu ngày thành nguyên một khối vậy cái kêu cái miễu ông Táo. Quý vị có nhớ không, ở Việt Nam mình vì cứ mang ơn, cứ nhớ ơn là cái ông đó đã giúp cho mình nấu cơm nấu nước và coi sóc nhà cửa mình mỗi năm tội nghiệp. Cho nên ở Việt Nam mình á, nhiều khi mình thấy có những cái dị đoan, nhưng mà theo Pháp Hòa thấy thì cũng có những cái hay, rất là tế nhị, rất là cung kính. Thí dụ như là buổi tối á, trước khi đi ngủ là không có dám để nồi trên bếp, thì nói rằng ông Táo nấu cho mình cả ngày rồi, đi ngủ phải đem xuống chứ để ông đội cả đêm tội nghiệp. Cái đó hay không? Mà cái đó còn có cái ý dạy cho mình cái gì? Sống là phải có ý tứ, phải không? Thí dụ như mình thường đi ngủ, trước khi mình đi ngủ là mình phải làm cái gì? Một là phải coi bếp nút, coi có tắt lò chưa. Hai là coi cái gì? Coi cửa nẻo, phải không? Coi có khóa không. Thì cái đó cũng là một cái hay. Nhưng mà nếu mà nói khơi khơi á, thì đâm ra người ta không có chú trọng, người ta không có quan tâm, mà nói cái gì mà có tội, có phước thì tự nhiên người ta sợ, người ta phải làm. Cái đó là một cái hay. Cho nên nói ông Táo ở trong nhà mình ghi sổ, ghi sách, ai làm lỗi, làm phải gì ông ghi. Nhờ vậy mà mình cố gắng cẩn cái gì? Cẩn lời nói, cẩn cái lời ngôn từ, cẩn cái hành động, cẩn thận cái hành động, cẩn thận cái ý nghĩ. Phải không? Thành thử ra ngày xưa nhân gian Việt Nam thì chỉ nói rằng ông Táo ông ghi sổ vậy, cho nên là mình sống mình phải đàng hoàng, phải không? Rồi á, thường thường á, cái người mà vô bếp á là cái người dễ gì? Dễ vui vẻ hay dễ bực bội? Mấy cô trả lời giùm đi. Dễ bực lắm, là tại gần ông Táo, gần lửa đó, phải không? Trong mình sẵn có cái quả diệm sơn rồi mà bây giờ chỉ cần mượn quạt ba tiêu về quạt thôi. Trong mình sẵn có cái quả diệm sơn, nhưng mà rồi khi mình gần thêm cái lò lửa nữa cái làm sao? Là bắt đầu nóng. Mà chẳng những nóng vậy, rồi ai đi tới đi lui mình mà chật đường chật ngõ nghe. Rồi sao nữa? Cộng thêm cứ đi vô lát hỏi má, cái này má cất đâu, má kêu má để đâu, nói mày để tao nấu ăn nha mày. Thành thử ra như vậy thì khi mình nấu á, là mình phải để cái tâm mình vào ở trong cái món ăn. Quý vị biết không, thường thường á, khi mình nấu ăn á, quan trọng lắm. Mặc dù quý vị thấy á, Việt Nam mình có câu á, miếng ăn là miếng tồi tàn, phải không? Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, một ngày á, chúng ta đã để bao nhiêu thời gian vào vấn đề ăn uống? Bao nhiêu thời gian? Ít nhất là 3 buổi. Sáng, trưa, chiều. Còn người nào mà khá bụng tốt nữa, còn buổi tối nữa. Phải không? Thành thư ngày xưa á, thời Phật á, là một ngày ăn một cữ. Mà chư Tăng là không có nấu nướng, đi khất thực xin thức ăn, ai cho gì ăn nấy, không có nấu. Rồi sau này khi Phật giáo truyền sang tới Trung Hoa Việt Nam thì không có cái chế độ đi xin, đi khất thực nữa. Khất thực là các sư ta ôm mình bác, ta đi chậm rãi ngoài đường đó, ta ngó xuống thôi nghe. Còn sư nào mà nhìn hai bên coi thí chủ nào giàu đó là không phải sư thiệt à. Sư mà đi khất thực thật sự đó, đúng cái phương pháp đó, là phải nhìn xuống đất 3 thước 3 tấc vậy đó, nhìn xuống, không có ngó hai bên đó, mà ôm mình bác là đi từng bước vậy đó. Mà người ta mà mang thức ăn đến là mình mở bát ra, mình chỉ cúi đầu dở bát ta để vô mình nhận. Mà ai đưa tiền là không nhận, để đi khất thực chứ đâu có đi khất mani. Đi khất thực mà, phải không? Mà cái người tu mà đi khất thực vậy là khất sĩ. Khất sĩ. Cho nên quý thầy tỳ kheo đó, tỳ kheo có 3 nghĩa. Chữ tỳ kheo có 3 nghĩa. Ví dụ như Pháp Hòa đi tu hồi 10 mấy tuổi, rồi là lớn lên 20 tuổi, đúng 20 tuổi thọ giới tỳ kheo là 250 giới. đó. Rồi giống như chú Trung Lý, chú Trung Như, chú Trung Định, mấy chú đó bây giờ còn nhỏ chưa thọ tỳ kheo. Khi nào mà 20 tuổi rồi thì bắt đầu mấy chú được thọ tỳ kheo là 250 giới, là chính thức trở thành một vị tu sĩ trong tăng đoàn đó. Thì chữ tỳ kheo là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, dịch có ba nghĩa. Thứ nhất là phá ác, là phá đi, dẹp đi những điều xấu. Thứ hai là bố ma, phải trừ khử những con ma bên ngoài, những ma bên tâm, bên trong đó. Thứ ba, cái nghĩa của chữ tỳ kheo là khất sĩ. Cho nên trên đời này quý thầy bỏ hết, sĩ gì cũng bỏ hết, bác sĩ cũng bỏ, tiến sĩ cũng bỏ, nha sĩ cũng bỏ, chỉ lấy danh từ khất sĩ thôi, phải không? Đó, khất sĩ là đi xin đó, mà đi xin để mượn cái cớ để hóa duyên, gieo duyên với thí chủ, rồi nhờ đó thí chủ gieo duyên với Phật pháp. Thì quý thầy đi khất thực như vậy, ăn ngạn cử, rồi sau này đi qua tới Trung Hoa, Việt Nam thì không có xin nữa mà tự nấu. Thành mà phải làm, mà tự nấu thì phải làm sao? Phải làm ruộng, phải trồng rau, mà ai ngạn cử không có sức khỏe. Mà ngày xưa chùa thể trên núi Trung Hoa thì cũng lạnh, cho nên chư tổ chế cho ngài 2 cử. Rồi cái từ từ mình không khỏe nữa, tổ chế ngài 3 cử. Cho nên trong cái bài mà nguyện ăn cơm á, chư tổ thường nói Phật dạy gọi là Phật chế, chư tăng ngài ăn 3 cử, mỗi cử đều phải quán cái của công lao khó nhọc của đàn na. Phật chế đại chúng nhật thực tam sang, ngài ăn 3 cử, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mỗi một cái nhớ nghĩ của mình là phải nhớ đến cái công khó nhọc của cái người dệt vải và làm ruộng, phải không? Nếu ai ăn, trong khi ăn mà tâm ý nghĩ vẩn vơ, nói chuyện tạp nhạp thì của tính thí không tiêu. Tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông, xin nhất tâm quán niệm, thì mọi người nghe chuông chắp tay niệm và ăn cơm trong im lặng. Đó là những cái bữa ăn trưa mà ăn cái nghi thức quá đường của chư tăng. Thì bây giờ mình đã để thì giờ mình đã ăn, mà hãy ăn thì phải nấu. Việt Nam mình thường nói muốn ăn phải lăn vào bếp. Ăn thì phải nấu, mà cái người nấu là quan trọng lắm. Cái người nấu quan trọng lắm, tại vì khi mình nấu ăn mà mình nấu bằng cái tình thương, mình nấu bằng cái sự vui thì món ăn đó nó ngon khác. Mà ăn mà cầm trái tiêu mà xịt tiêu nó đã cay rồi, mà mình nghiến răng mình xịt nữa, ụp vô đó lỡ tay, phải không? Nó quên. Cứ nhiều khi mình nghĩ mình đang nấu ăn, mình tưởng ai đó, mình đang cầm cái gì mình đập ai đó nghe. Thế là mình xịt hồi cái nó cay. Vâng, cho nên mình nêm nếm thức ăn, gia vị vào thức ăn là một chuyện, nhưng mình phải để cái gì? Phải để cái tâm ý mình vào trong cái món ăn nữa. Cho nên khi mình nấu là ông Táo ông đang coi chừng mình ông Táo nhìn mình mà không phải có một ông đâu nha, mà một bà tới 2 ông. Một bà 2 ông ngó mình đó. Thành thử ra mình nấu là phải nấu cho cẩn thận, nấu cho an vui. Mình thấy rằng đây là cái hạnh phúc khi nấu. Tại vì sao? Tại vì có thật sự ra mình nấu, có người dưng nước lã nào vô ăn đâu. Ai ăn? Chồng mình ăn, vợ mình ăn, con cái cháu chắc mình ăn, chứ ai đâu mà xịt độc của đó làm chi. Cho nên khi mình nổi sân, nổi tham, nổi si, Phật gọi là tam độc. Quý vị có hiểu ý không? Trong đạo Phật có danh từ tam độc. Tam là 3, độc là những thứ độc phải không? Tam độc là tham, sân, si. Thì khi chúng ta nấu mà chúng ta để cái giận hờn, cái trách móc, cái phiền hà vào đó thì chúng ta sẽ làm cho thức ăn bị nhiễm cái độc. Mà người mình ăn vào đó rồi thì không có được khỏe, không có được vui. Cho nên khi mình nấu ăn thì mình thấy rằng đó là một cái hạnh phúc trong gia đình của mình. Cho nên cái ông Táo người ta để làm sao? Định phúc. Định phúc là làm sao? Là những cái phúc này đã định rồi. Có nghĩa là sao? Anh làm chồng, anh nấu. Và anh, chị làm vợ, chị nấu. Định phúc, hạnh phúc là do mình định. Mà mình muốn an định nó là mình phải làm sao? Mình phải làm chủ tình thế. đó. Cho nên khi mình mà người nào mà hơi khéo léo một chút đó nghe, Pháp Hòa thường nói hoài đó, tu là không có gì khó, khéo thôi. Bữa nào mà anh đi làm về mà thấy chị vô chị nấu bếp mà hơi có vẻ không có được vui đó, dễ lắm. Anh không cần nói gì hết, anh đi vô anh rửa chén, anh đi vô anh lấy đũa anh sắp chén, anh không cần nói. Tại vì sao? Tại vì nói là vàng mà nín là bạc. Không, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Mà ba người trong lò bếp đó là ông Táo đó đang coi chừng đó, để coi ông chồng này hành xử làm sao với vợ đây, rồi để coi bà vợ này hành xử làm sao với ông chồng đây. Thành thử ra anh mà biết chị đang buồn bực ha, à, thì á, im lặng đi vô phụ. Cứ việc im lặng phụ đi, bần tăng bảo đảm chuyện lớn hóa không, chuyện nhỏ thì quá không, mà chuyện lớn thì quá nhỏ. Điều đó là sự thật, ngay trong chùa cũng vậy đó. Cho nên mình sống ở trong chùa cũng vậy, mình sống ở ngoài cũng vậy, tất cả đều là một cái nghệ thuật. Mình tu á, không nhất thiết lúc nào mình cũng ngồi với một quyển kinh, mà có những lúc mình lăn xả vào, mình làm cái công việc. Mình làm thầy cũng được, mình làm thợ cũng được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như không cần biết cô kia làm ông, làm tướng gì, nhưng mà về nhà đó thì phải làm gì? Làm vợ, thì phải vô bếp, phải không? Thí dụ như mấy cô bác sĩ, mấy cô nha sĩ, hay là những cái người mà làm ở trong văn phòng chính phủ ấy, về nhà cũng phải nấu ăn chứ, phải không? Người ra ngoài người ta gọi mình ông này ông kia, nhưng mình về nhà mình cũng làm ông, nhưng mà ông chồng. Thì mình sống sao cho nó hợp với ông chồng. Mà mình sống cho hợp đạo với ông chồng, cái ông Táo ông ghi. Rồi mình ra ngoài mình làm bà gì không biết, mình về nhà cái mình làm bà vợ, mình làm bà xã, mình làm được cái bà vợ, bà xã, cái bà Táo bà ghi. Thành thử cái đó là một cái ý hay. Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo, thì quý vị hiểu được cái ý đó, thì cái ý nghĩa mà chúng ta thờ phượng ông. Bởi vì đạo Phật á, là không bao giờ rời khỏi thế gian. Quý vị nhớ như vậy. Đạo Phật đi đến đâu là đạo Phật hòa nhập vào cái gì? Hòa nhập vào cái truyền thống, cái tục lệ của cái dân tộc đó. Nhưng mà đạo Phật biết biến, làm ra những cái ý nghĩa cho nó màu nhiệm hơn, nó hay ho hơn. Thí dụ như qua cái ý nghĩa cúng ông Táo, thì đạo Phật dạy mình tu làm sao? Nếu muốn ông Táo ba người, một bà Táo, hai ông Táo ghi sổ mình, thì cố gắng tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Rồi quý vị cứ nghĩ đi, suốt cả ngày của mình không nói thì mình làm, mà không làm thì mình suy nghĩ. Có bao giờ mình dứt ba cái này không? Không. Con người mình không nghĩ, không suy nghĩ thì hành động, không hành động thì mình nói. Mà cái ý là nó làm chủ cái miệng và cái hành động. Cho nên ý nghĩ mà tốt thì hành động tốt, lời nói tốt. Ý nghĩ mà xấu thì lời nói xấu, hành động xấu. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đến gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, sao tu mà nhiều giới quá, sao con tu cho nổi? 250 giới là con đã rầu rồi, mà giờ còn thêm 58 giới Bồ Tát nữa, chịu sao nổi? Phật mới nói bây giờ ông thấy nhiều quá phải không? Bây giờ tôi cho ông một giới ông tu không? Nói trời ơi, nếu mà tu một giới thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Cái thì Đức Phật nói thôi bây giờ á, ông không cần lo gì hết, ông giữ giùm tôi một giới thôi. Ông giữ giùm tôi cho cái giới ý, giữ một cái giới ý thôi. Ông giữ cái ý ông cho cẩn mật, cho nghiêm túc. Dạ, con xin dân. Cho nên vị tỳ kheo đó được có cái tên là nhất giới. Thay vì ta 250 giới, nhất giới. Tại sao Phật nói như vậy? Bởi vì tất cả những cái giới mình phạm là từ đâu mà ra? Từ cái tâm ý mình mà ra. Mà nếu mà ông kèm được cái tâm ý ông thì đừng có lo 250 giới kia ông phạm, phải không? Cho nên quý Phật tử cũng vậy. Ai mà nghe 5 giới mà rùng mình, nói trời ơi tu theo Phật sao khó quá, có 5 giới mà chê. Vậy mà lên cực lạc đòi cửu phẩm liên hoa, đi cực lạc thì đòi 9 phẩm, mà kêu tu 5 giới nơi tu không nổi. Không có gì hết. Giữ một giới là giữ bốn giới kia. Quý vị thắp hương á, thường thường quý vị thắp mấy cây? Thắp mấy cây? Trung bình là 3 cây. 3 cây là tượng trưng cho gì? Giới, định, tuệ. Giới là sao? Giới là mình luôn luôn mình cố gắng mình giữ những cái điều luật của đất nước đó cũng như của tôn giáo của mình. Mà khi mình giữ cái giới mình không phạm luật á, mình có sợ ai không? Không, lòng mình an tịnh, cho nên gọi là định. Mà khi tâm mà an tịnh á thì cái sự thông minh, cái sự nhạy bén, cái sự sáng suốt của mình nó phát sinh, cái đó gọi là tuệ. Quý vị hiểu ý không? Giới, định, tuệ. Nhưng mà mặc dù mình nói giới, nói định, nói tuệ, nhưng mà thật ra trong một nó đã có 2 cái kia rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Hôm nay mình đi lễ tất niên, cái mình đi ra mình thấy ai có cái đôi giày cũng hơi ná giống mình, mà nó tốt hơn của mình, cái bắt đầu mình khởi cái ý giả bộ mang lộn đi. Cái thì khi mà mình khởi cái ý đó và giả bộ mình mang lầm đi, cái người ta quên cái mình mang luôn về nhà, cái gọi là phạm gì? Phạm giới. Mà giới gì hà? Giới ăn cắp. Rồi khi mình ăn cắp rồi đó nha, lần sau đó đi đâu cũng rầu lắm, sợ gặp cái người kia họ nhìn đôi giày của họ. Mỗi lần mà ra tới cửa cái suy nghĩ coi bữa nay đi đâu. À, bữa nay đi chùa, thôi đừng mang đôi này. Bữa nay mà đi chùa mà mang cái đôi này là bị cái chị kia chỉ bắt gặp. Thôi, như vậy thì luôn luôn mình sống trong cái sự hồi hộp, cái sự lo âu, cái sự tính toán. Phạm có cái giới mà giả bộ mang lộn giày thôi. Mà cứ tối ngày cứ rầu rĩ. Rồi, khi mà cái định nó mất rồi á thì cái tuệ nó làm sao? Mất luôn. Rồi bữa nào mà ta hỏi má, cái đôi giày này ở đâu má có vậy? Cái mình quên đi. Cái mình nói bữa hôm má giả bộ mang lộn đó con. Cho nên rồi á, trong cái giới á, nó đã có cái. Rồi khi mình khởi cái niệm đó mình không làm, cái gì giúp cho mình đừng làm? Cái tuệ đừng làm vậy, kỳ lắm. Đi chùa rồi, rồi cái khi mình làm vậy, cái gì giúp cho mình? Cái định, dừng lại liền ngay chỗ. Quý vị hiểu không? Khi cái niệm mình khởi, dừng liền. À, cái đó gọi là định hay là chỉ. Cho nên tu thiền là tu làm sao? Tu thiền là đâu phải mà ngồi liếm diêm vậy đâu. Tu thiền là khi ý mình khởi xấu, dừng lại, gọi là thiền. Thiền là vậy đó. Thiền là chỉ, quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Đừng làm. Thấy không? Rủi mà người ta biết được kỳ lắm. Hay là con cái mà người ta nói nó rồi mình có lỗi với con cái, vân vân. Cho nên trong định á, có giới có tuệ. Trong giới có định có tuệ. Trong tuệ có giới có định. Cho nên chúng ta không cần thắp 3 cây hương, mà chúng ta chỉ cần thắp 1 cây là được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong một mà nó có 2 cái kia. Trong một mà có 3. Cho nên nhìn 3 thấy luôn cả thằng con. Cho nên á, trong đạo Phật á, cái giáo lý đó đạo Phật gọi là nhất đa tương dung. Trong một mà nó chứa tất cả. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nhìn vô cái ly này, gọi là cái ly phải không? Nhưng mà thật sự ra nhìn cho kỹ đó, là cái ly này nó chứa cả vũ trụ trong này. Tại sao? Bởi vì đất, nước, gió, lửa đã giúp đỡ tạo nên cái ly này. Nếu không có lửa thì làm sao nung cái ly này thành ra cái dáng như vậy được? Nếu không có nước thì làm sao người ta nhồi đất được? Mà có nước có lửa mà không có ai, nghĩa là không có đất, thì làm sao mà làm lên cái nắp này được? Vì vậy cho nên trong một cái ly, trong một cái nắp, chúng ta thấy tất cả trong đó. Quý vị hiểu ý không? Trong con người mình, một con người mình chứa tất cả. Rau, cải, rồi gì nữa ha, đủ thứ con trong này hết nha. Con gì mà ngon là có mình hết à. Ai mà ta nói tàu hũ bữa nay tiệm nó ngon lắm, ít khi nào mình chạy ra mua liền lắm. Tàu hũ mà có gì đâu đặc biệt. Nhưng mà nói bữa nay con tôm, con cá, con cua gì nó tươi rói đó nghe, là lập tức đề xe đi liền á. Không? Mà thậm chí nói mua về cất con, bữa nay mình ăn chay, qua ngày mai mình ăn con. Vì vậy cho nên rồi hôm nay đó thì nhân cái ngày lễ tất niên cuối năm thì Pháp Hòa không có nói cái gì nhiều, thì chỉ kể lại cho đại chúng nghe cái phong tục cúng ông Táo của mình, để rồi chúng ta học, phải không? Đạo Phật biết hòa quyện mình vào trong những cái phong tục của dân tộc. Chính vì vậy mà cái ngôi chùa của Đạo Phật luôn luôn xây với cái mái cong. Không xây đứng, không xây thẳng, mà phải xây mái cong. Tại sao là mái cong? Bởi vì mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Cái tinh thần uyển chuyển đó, cho nên tập tục nào, dân tộc nào cũng có hết. Thí dụ như đi tới Việt Nam mình có tập tục cúng ông bà, cúng tổ tiên. Đạo Phật cúng tổ tiên, cúng ông bà. Cúng ông Táo, dạy cho cúng ông Táo, phải không? Không có chống bán, nhưng mà dạy mình làm cho nó đúng. Bây giờ chúng con thờ ông Táo phải không? Cố gắng nghe, ông Táo coi chừng con nấu ăn nghe, coi chừng hàng ngày con nghe. Cho nên cố gắng điều khiển cái thân, cái miệng, cái ý. Mà tam nghiệp mà hằng thanh tịnh rồi đó, đồng Phật đi chơi ở Tây Phương. Ta gọi là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên ba cái ông lò đó ở trong nhà mình, thì ý muốn nói rằng nơi con người mình có thân, miệng, ý, luôn luôn chúng ta phải để ý, giống như ông Táo để ý mình. Quý vị hiểu ý không? Đó, ông Táo ở trong nhà, mỗi con người chúng ta như một ngôi nhà, như một ngôi chùa. Chúng ta phải an, và chúng ta luôn luôn ai cũng có hành động, có lời nói, có suy nghĩ, thì chúng ta phải quán sát lại nó. Hàng ngày chúng ta nói gì, chúng ta nghĩ gì, và chúng ta làm gì, để mang lại hạnh phúc cho mình, cho người. Mà nếu cái hạnh phúc cho mình, cho người thì gọi là thiện. Còn nếu mà điều gì mà làm tổn giảm cho mình, cho người gọi là ác. Cho nên người Tàu, người Trung Hoa người ta định chữ thiện ác nó đơn giản lắm. Tăng ít gọi là phước, tổn giảm gọi là ác. Nếu mình làm cái gì mà tăng ích cho người, lợi lạc cho người là thiện đó. Thấy không? Thiện cho mình, tốt cho mình, tốt cho người là thiện. Còn cái gì mình nói, cái gì mình hành động, cái gì mình suy nghĩ, cái gì mà hại người, hại mình gọi là xấu. Thiện ác chỉ có vậy thôi. Tăng ích, tổn giảm. Phước, điều lành là tăng ích. Tội lỗi, điều xấu là tổn giảm. Tổn giảm làm sao? Tổn giảm cái âm đức của mình. Mà chúng ta nên nhớ rằng con trai nhờ đức cha, con gái nhờ đức mẹ. Đó là cái ông bà chúng ta thường dạy như vậy. Để chúng ta, cha có con phải sống cho đàng hoàng, mẹ có con sống cho đàng hoàng. Cho nên quý vị mới để ý cho kỹ đó, thì quý vị thấy á, là ông bà mình ngày xưa đó ảnh hưởng cái tinh thần đạo Phật sâu đậm lắm. Nhưng mà uyển chuyển, nói rất là nhẹ nhàng. Và nhờ như vậy và chúng ta luôn luôn cố gắng hành thiện, phải không? Tích phước và giảm đi những cái điều xấu. Đó, thì chúng ta ai cũng có ba ông lò, phải không? Đó, thì Pháp Hòa có làm một bài thơ để mà khi chúng ta nấu ăn đó, chúng ta đọc cái bài thơ đó lên. Còn có thể đánh máy dán ở trong nhà. Bài thơ đó như thế này: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình. Tăng thân là những người sống chung với mình đó. Tăng thân có thể là người chồng mình, hoặc là người vợ mình. Còn nếu mình muốn cho nó rõ nghĩa hơn, mình để cho nó rõ đi: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có xã ông hiện hữu giúp mình. Còn nếu mà mình là xã ông thì mình để là có xã bà hiện hữu giúp mình. Mỉm miệng cười như đó hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Có phải không? Mình nấu ăn ở trong chùa là giúp cho thiện nam tín nữ, bổn đạo Phật tử đến đây, phải không? Trước lễ Phật tụng kinh nghe giảng, sau xuống dùng bữa cơm chay. Phước lắm đó, phước dữ lắm. Là tại vì người ta ăn giờ này mà 500 người ngồi đây, một lát xuống 500 người ăn chay, đỡ biết bao nhiêu không? mà thịt gì phở tái mà mỗi tô 4-5 lát mà lóc 500 tô là cũng khá nhiều đấy chứ. Cho nên á là giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ nè, thay vì mình ngồi mình giận ai, mình bầm mình chặt đó, quán tu thiền ngay trong bếp luôn. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng, chiên, xào, luộc, chín vô minh. Đem rau ra xin rửa phải không? Rửa sạch trong tâm ý bất bình, để cái nồi đầu kho lên kho riu riu cho nó kẹo cho nó ngon. Kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Bỏ tàu hũ vô trong cái máy xay cho nó nhuyễn, để dồn cái gì? Xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Nấu đậu xanh mà làm chả giò mà vớt bọt đó phải không? Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Cơm mà chín rồi mà xới đem lên phải không? Xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Mấy ông chịu không? Mấy bà chịu không? Chịu quá chứ, phải không? Đem thức ăn lên mà một món ăn đầy đủ hương vị vậy thì ai ăn mà không bổ. Cho nên dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười là vậy đó. Đâu nhất thiết là phải là cao lương mỹ vị. Cao lương mỹ vị thấy thì thơm vậy đó, nhưng mà đưa vô nuốt không nổi. Tại vì sao? Buồn, khổ, ăn không vô. Cho nên chưa chắc ăn ngon là vui, chưa chắc ăn ngon là hạnh phúc, chưa chắc có tiền nhiều là hạnh phúc. Không, thành thử ra chép cái bài đó ra, để vô trong bếp. Rồi cái khi nào mà mình buồn mình giận đó, mình lỡ mình nhìn coi mình đang ở cái menu nào, mình đang ở món nào, mình đang phiền não hay không, hay mình đang nghi ngờ ai. Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Mang thức ăn ra rồi thì ta nói chao ôi, ôi những thức ăn hương thơm ngát, chính do người tỉnh thức làm nên. Xin đệ huynh cố gắng vững bền, hành cho được lời trên khuyên nhắc. Đó, thành thử ra lỡ mà bà xã hay ông xã giận mình, lỡ mình vỗ vai xin xã bà cố gắng vững bền hành cho được bài kinh khuyên nhắc. Không? Cho nên quý vị mới thấy á, tu là gì? Tu là vậy đó. Khi nó khởi lên chúng ta biết, chúng ta dừng là tu đó. Thiền đó, thiền không nhất thiết phải ngồi. Dĩ nhiên ngồi là tốt, tại vì cái ngồi nó giúp cho mình an tịnh, nhưng mà không đủ đâu. Mình phải thiền trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Lúc nào mình cũng sống trong thiền. Quý hiểu ý không? Đó, được như vậy là chúng ta quanh năm hạnh phúc, vui vẻ. Và dĩ nhiên đời vô thường mà, phải không? Sao mà vui hoài được. Dĩ nhiên có những lúc lục đục, mà mình hay nói chén úp trong sống còn khua. Rửa chén kỹ cỡ nào đôi lúc cũng phải vuột tay, nấu ăn khéo cỡ nào có ngày cũng có tổ trác, phải không? Vân vân. Cho nên thỉnh thoảng chị có buồn chút thôi không sao, thông cảm. Anh có giận chút không sao, thông cảm. Mà nếu mình sống á, mình có cảm thông á, nó cũng đỡ dữ lắm. Cho nên mình mỗi lần mình nấu đó, mà cái lò mà nó nghẹt đó, ở Việt Nam mình mà trấu cho nó rớt xuống mà nó nghẹt á, là bít lửa. Muốn cho lửa thông phải làm gì? Phải làm gì? Phải lấy cái cây bươi tro ra. Lò thông thì cơm nó chín chứ gì đâu, phải không nè? Cho nên nhìn cái lò nấu ăn, mình vẫn học được bài học gì? Tâm mà nó đầy nghẹt, lâu lâu kiếm đồ thông. Bây giờ muốn thông cách nào không? Muốn thông cách nào? Cái đó là một câu thiền ngữ mà mình sống với người mình thương, là mình gần cái lò đó, mình biết cái lò đó ra làm sao mà mình thông, chứ đâu có ai thông giùm mình được, phải không nè? Cho nên bà xã mình phải hiểu, ông xã mình phải hiểu. Có hiểu mới có thương. Vì vậy cho nên trong chùa, bên này là cái trống, bên này là cái chuông. Trống là hiểu, chuông là thương. Có hiểu thì có thương. Mà thương mà không hiểu, càng thương, làm cho người mình thương càng khổ. Anh làm gì kỳ vậy? Mình mới nói anh làm gì đâu, tại anh thương quá thôi. Thương kiểu đó ngột ngạt lắm. Cho nên ông Nguyễn Bính đó, ông còn muốn đính chánh cho ông nữa chứ. Ông ghen đó. Quý vị có nhớ bài thơ Ghen của Nguyễn Bính không? Cô nhân tình bé của tôi ơi, cô muốn tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Đi xa rồi bắt người ta nhìn nữa. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai. Cho nên quý vị thấy, đừng coi vậy mà khi mà coi Cải Lương mà coi Kiều đó nghe, gặp cô Hoạn Thơ đó, đừng có cười cổ mình đó. Hoạn Thơ cũng là mình, Từ Hải cũng mình, Kiều cũng mình, có phải vậy không? Kim Trọng cũng mình. Cho nên chuyện Kiều, nếu mình nhìn với cái nhìn của đạo Phật, với cái nhìn của người có tu tập, những nhân vật trong đó là tượng trưng cho mỗi cái tâm tánh của con người mình. Ai mà không ghen? Mà có ghen là có Hoạn Thư. Ai mà có không có những cái lúc sống ích kỷ, sống nhỏ nhen như là Sở Khanh. Ai mà không có những lúc sống gọi là tới hồi mà giận lên rồi cái sao dọc ngang nào biết trên đầu có ai, đó là máu của Từ Hải. Rồi có những lúc ai mà không sống những khổ buồn lụy, ba chìm bảy nổi, chục cái lên đên kêu. Cho nên mình hết, mình trong những nhân vật đó hết. Thì thôi hôm nay cuối năm Pháp Hòa chỉ có vài lời như vậy để gửi đến đại chúng, để mong rằng tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta không cần tu cái gì nhiều, phải không? Chỉ làm sao cố gắng giữ tâm, giữ ý, giữ miệng và giữ thân cho trong sạch, thì chúng ta đã là tạo nghiệp tốt rồi. Bởi vì nghiệp là thói quen, mà thói quen thì do tạo nên nghiệp là do thân miệng ý, mà thân miệng ý tạo thường xuyên những điều tốt, điều lành thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn thân miệng ý tạo những điều xấu thì gọi là nghiệp dữ, chỉ vậy thôi. Cho nên nghe chữ nghiệp đừng có ngáy rằng ồ cái đó là xấu, không. Nghiệp chỉ có nghĩa là thói quen, những hành động quen của mình thành cái tập khí. Nhưng mà giờ cái thói quen gì? Thói quen tốt là nghiệp tốt, thói quen xấu là nghiệp xấu. Chứ đừng có nghe chữ nghiệp rồi sợ. Không có gì sợ hết. Thí dụ như Pháp Hòa người ta nói anh á, nghiệp thầy chùa được chứ có sao đâu. Có sao đâu. Vì sao? Mở miệng ra là A Di Đà Phật. Bắt cái phone là mô Phật. Cho nên thầm có thói quen là nghiệp tốt. Còn phải không? Mà mô Phật đỡ hơn mình chửi bậy chữ thề. Rồi chửi bậy chữ thề cũng là nghiệp. Mà nghiệp gì? Nghiệp xấu. Vì vậy cho nên khi chúng ta có người thân mất, chúng ta để tang màu gì? Màu trắng là để cầu chúc cho người thân của mình sạch nghiệp, không có để đen. Đen là theo người Tây Phương, không có để. Đó là hắc nghiệp. Không có để màu đen. Chúng ta để màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Mình mong cho người thân mình được sạch nghiệp. Hiểu ý không? Và mình cũng phải cố gắng sống làm sao cho nó sạch nghiệp, để cầu nguyện cho người thân mình. Cho nên khuyên lên con cái trong gia đình ăn chay 49 ngày là giữ gì? Giữ thân cho trong sạch, nói năng cẩn thận, giữ miệng cho trong sạch, ý nghĩ cho đàng hoàng, ý trong sạch, thân miệng ý trong sạch, cầu nguyện cho người thân mới linh. Người thân về thăm mình, bây giờ đâu có giao cảm bằng cái thân xác hành động nữa, bằng cái tư tưởng. Mà tư tưởng trong sạch thì người thân mình hưởng. Cho nên lấy cái hương giao cảm giữa mình với người mất. Cho nên một lát nữa quý vị ra phía sau quý vị cúng, 1, 3, 4 người đại diện cầm hương cúng, mà tất cả chúng ta quỳ phía sau, phải không? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp 10 phương, cúng dường chư liệt vị. Chư liệt vị tổ tiên của mình nhờ cái hương giao cảm. Và tâm của mình thành, tổ tiên mình có nghĩ đến mình thì tổ tiên có mặt với mình. Đó, quý vị hiểu ý không? Cho nên phong tục của người Việt Nam mình, phải không? Bày biện những cái lễ nghi cúng quải đều có cái ý nhằm nhắc nhở chúng ta hết. Mà vì chúng ta chưa hiểu cho nên chúng ta mới nghĩ rằng cái này là mê tín dị đoan, chứ thiệt sự ra rất hay và rất đẹp, phải không? Chúng ta cúng tổ tiên, chúng ta lại 4 lại tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là tượng trưng cho tứ ân mà người Phật tử chúng ta ai ai cũng đều thọ trì, đều thọ ơn hết. Ơn của đất nước, ơn của thầy bạn, ơn của đàn na mọi người, rồi ơn của mọi loài, mọi vật. Mình ăn rau, ăn tàu hũ, không phải mình thọ ơn đậu nành, thọ ơn rau sao? Rồi quý vị nào mà chưa có chai lạc đó là quý vị còn nặng nữa. Thọ ơn của những con vật, phải không? Cho nên sống mỗi ngày, đừng có thấy ai là cái người mình ghét hết, tại vì ai cũng là người ơn của mình hết, phải không? Cho nên đó, có nhiều vị mới nói đó, hồi xưa mà nhớ có một bài hát đó: trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người Trần Giang. Tại vì lên đó buồn lắm, phải không? Sống ở với Trần Giang mà cảm thông được, mà hiểu nhau được, mà biết ơn nhau, sống vậy có hạnh phúc. Còn cái chuyện mình đi Tây Phương, đi Thiên Đường, chuyện đó tính sao? Còn giờ mình sống với những người trong cõi này, tu được với những người cõi này thì chắc chắn tu được những người cõi kia. Người với người với nhau mà nói nhau, nói chuyện nhau còn không được nữa thì làm sao mà lên trên kia nói. Trời đất ơi, hai vợ chồng cả ngày không nói với nhau, mà tối nào ông chồng cũng chui vô internet nói chuyện với người không biết mặt. Không có thực tế. Rồi mơ mình mộng nha: anh đẹp trai dữ lắm, em đẹp gái dữ lắm. Rồi mình ngồi mình diễn một cái bài thơ. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, tại vì chiều chiều đi làm về tôi vô tôi chat đó. Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây rung động trên máy computer. Cho nên mình gặp mặt nhau mà nói chưa được thì làm sao mà người trong kia nói được. Cho nên sống đời là mộng mà cũng chưa hiểu, cũng cứ tạo những cái mộng mà sống trong mộng. Cho nên rồi cái chư tổ ngày xưa nói sao: sống say chết mộng, túy sinh mộng tử. Sống là say, chết cũng mộng. Quý vị tưởng đi, có cái gì thật đâu, mộng không à. Mình gá thân mộng nè, rồi mình dạo cảnh mộng nè, một ngày nào mộng tan rồi nè, cười vỡ mộng nè, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, cái tỉnh cơn mộng. Thôi chúc đại chúng năm nay và cuối năm tỉnh mộng ha. Đi chùa nhiều, nghe giảng nhiều để trao dồi cái tâm linh của mình mỗi ngày một trong sáng. Bởi vì thời buổi chúng ta vật chất thì nhiều, mà nếu chúng ta cứ nghiêng về nó hoài thì tâm linh mình sẽ bị lùi sụp. Cho nên vật chất, đạo đức phải được quân bình. Đó là cái ý nghĩa đạo Phật dạy cúng rót trà lại hai lại đó, ý nghĩa hai lại đó, phải không? Ý nghĩa hai lại là phải quân bình đời sống, đời đạo phải song hành. Nói theo đạo Phật là tục đế chân đế, luôn luôn chúng ta phải hiểu cho rõ. Rồi vậy thì quý vị được vui vẻ trong cuối năm ha. A Di Đà Phật.